Chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục giới thiệu sách mới của Bixbook. Đến với chuyên mục này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cuốn sách đang và sắp phát hành của Bixbook. Chúc các bạn có những giờ đọc sách vui vẻ và đừng quên ấn vào link bên dưới để mua sách nhé. Tuần này, Bixbook giới thiệu đến bạn đọc bộ sách rất tuyệt vời dành cho các bạn nhỏ từ 7 tuổi trở lên. Bộ sách có tên Ươm mầm tỷ phú nhí. Những người lớn chúng ta đã từng là trẻ con, chúng ta khao khát được thấu hiểu những ước mơ và đam mê. Vậy chẳng phải chúng ta càng nên ủng hộ cho những sáng tạo, những ý tưởng mặc dù kỳ lạ của những đứa trẻ hay sao? Bộ sách Ươm mầm tỷ phú nhí sẽ là một trong những món quà thay cho sự ủng hộ của cha mẹ dành cho những đứa con của mình. Một bộ sách về những doanh nhân nổi tiếng trên thế giới gửi gắm đến chúng ta thông điệp rằng không gì có thể ngăn cản ước mơ của mỗi người. Ươm mầm tỷ phú nhí là bộ sách gồm 10 cuốn kể về cuộc đời của những vị tỷ phú hàng đầu thế giới, bao gồm Elon Musk, Bill Gates, Coco Chanel, Jeff Bezos, Larry Page và Zuckerberg, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Trương Nhất Minh và Howard Schultz. Mỗi cuốn sách không đơn thuần là khám phá cuộc đời của những vị tỷ phú với những đóng góp to lớn cho thế giới, mà thông qua những câu chuyện về cuộc đời của họ để nuôi dưỡng niềm đam mê của mỗi con người. Chúng ta có thể thấy một Bill Gates với niềm yêu thích mãnh liệt với máy tính, bỏ học ở một ngôi trường danh giá để theo đuổi đam mê. Một Coco Chanel từ một cô bé với một cuộc sống khốn khó trở thành người phụ nữ làm xoay chuyển ngành thời trang thế giới. Một Steve Jobs với nỗi đau thời niên thiếu phải bỏ học vì thiếu tiền đến trở thành phù thủy công nghệ. Một Mark Zuckerberg với những sai lầm phải trả giá trước khi trở thành người tạo ra ứng dụng công nghệ giúp kết nối toàn cầu, Facebook. Hay một Jeff Bezos từ một người với mong muốn trở thành nhà vật lý lý thuyết trở thành ông chủ của Amazon, nơi bán tất cả mọi thứ. Và một Oprah Winfrey để đạt được nhiều thành tựu ở lĩnh vực dẫn chương trình đã phải trải qua nhiều biến cố và một tuổi thơ bất hạnh. Và một Howard Schultz từ bỏ một công việc đang trên đà phát triển để làm việc cho Starbucks và biến nó trở thành chuỗi cửa hàng cà phê được yêu thích nhất trên thế giới. Chúng ta cũng có thể thấy cơ duyên kỳ diệu thế nào khi kéo hai con người Larry Page và Zuckerberg không mấy thiện cảm lại gần nhau để tạo ra một công cụ tìm kiếm lớn nhất hành tinh, Google. Hay một Elon Musk, người đàn ông với những thất bại e chề và những ý tưởng táo bạo, và cũng là người đứng đầu của những cái tên nổi tiếng như SpaceX, Tesla Motor và PayPal. Và cuối cùng, Trương Nhất Minh với hành trình từ chàng kỹ sư phần mềm đến chủ của doanh nghiệp tỷ đô hot nhất hiện nay, TikTok. Mỗi người trong số họ đều hoạt động trong một lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là mang trong mình niềm đam mê, lòng quyết tâm và tâm thế không ngại thử thách. Họ có thể mắc phải sai lầm, phải trả giá, phải mất đi những người bạn đồng hành, nhưng đến cuối cùng họ vẫn trở thành những người đáng ngưỡng mộ. Những lời khuyên của những vị tỷ phú như đang thủ thỉ với chúng ta rằng bất kể chúng ta là ai, chúng ta cũng có thể giống như họ. Không giới hạn lĩnh vực, không giới hạn đam mê, không giới hạn khác biệt. Chỉ cần bạn muốn, cả thế giới sẽ giúp sức cho bạn. Hy vọng rằng bộ sách này sẽ luôn là người bạn đồng hành trên hành trình tìm ra ước mơ, là động lực để bạn theo đuổi đam mê. Chúc bạn đọc sách vui vẻ và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo nhé.